Cú đá phạt lạnh lùng này đã khiến Manchester United phải ôm hận ở vào phút cuối cùng trận đấu gặp Crystal Palace, khiến chuỗi trận thăng hoa của Quỷ Đỏ ở mùa giải 2022-2023 bị chặn đứng và khiến cho hy vọng cạnh tranh trước vô địch chỉ vừa mới lóe lên đã lại vụt tắt. Chủ nhân của pha đá phạt này là Michael Olise, cái tên đã có sự tiến bộ vượt bậc sau hai mùa giải vừa qua. Một dấu chấm to đùng được đặt ra, vì sao một cầu thủ chạy cánh với tốc độ, kỹ thuật tốt và đã được chui rèn qua môi trường Premier League đầy khắc nghiệt lại bị Didier Deschamps bỏ qua trong chiến dịch Euro 2024. Nhất là khi hàng công của Le Bleu đã có một màn trình diễn thảm họa trên đất Đức. Nhưng rồi thì tài năng của Olise cũng không bị lãng quên khi ban lãnh đạo Bayern Munich đã bỏ ra 60 triệu euro cho Crystal Palace và nhanh chóng ký hợp đồng với anh ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng. Cầu thủ người Pháp là một trong những tân binh sẽ cập bến Allianz Arena trong mùa hè năm nay, góp phần tạo nên một Bayern Munich tươi mới dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về siêu đội hình mới của Hùng Xám xứ Bavaria trong mùa giải 2024-2025, mùa giải mà đội bóng áo đỏ quyết tâm lấy lại vị thế số 1 nước Đức theo sơ đồ 4-2-3-1. Thủ môn Manuel Neuer. Suốt 13 năm qua, vị trí trong khung gỗ của Hùng Xám là vị trí bất khả xâm phạm của thủ thành huyền thoại người Đức. Mặc dù Neuer đã gần 40 tuổi và phản xạ đã có phần chậm đi theo năm tháng, nhưng đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu và tố chất thủ lĩnh vẫn là thứ mà Bayern Munich cần ở anh. Đồng thời, anh sở hữu phẩm chất của một ông chủ khu vực cấm địa, cũng như khả năng chơi chân thượng thừa, điều rất quan trọng trong bóng đá hiện đại. Nếu không có gì bất ngờ, lại thêm một năm nữa, xuất bắt chính khó thoát khỏi tay của Neuer. Hậu vệ cánh phải Joshua Kimmich. Chấn giữ hành lang phải của Hùng Xám cũng là một cái tên đầy kinh nghiệm khác, đó là Joshua Kimmich. Anh là mẫu cầu thủ đa năng, nhiệt huyết và có khả năng phát động tấn công tốt, điều mà huấn luyện viên Kompany rất cần ở anh với triết lý kiểm soát bóng và áp đặt khả năng. Không loại trừ khả năng, anh có thể sẽ được huấn luyện viên Kompany sử dụng như một inverted fullback ở mùa giải tới, giống như cách mà người thầy cũ của ông là Pep Guardiola thường xuyên áp dụng. Trung vệ Dayot Upamecano. Sau một mùa giải bị coi là báo thủ chính hiệu và mất vị trí vào tay của Eric Dier ở giai đoạn cuối mùa, có thể Upamecano sẽ được Kompany điền tên trở lại vào đội hình xuất phát. Có thể Upamecano thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến các cổ động viên Hùm Xám phải ôm mặt. Những thứ mà anh có là khả năng phát triển bóng từ phía dưới, một điều tối quan trọng trong triết lý kiểm soát bóng của huấn luyện viên Vincent Kompany. Khi áp lực phòng ngự được giải tỏa đi nhiều phần, đó sẽ là lúc anh phát huy tốt nhất khả năng chơi chân tốt của mình. Trung vệ Hiroki Ito. Màn trình diễn xuất sắc của trung vệ người Nhật Bản đã góp phần không nhỏ giúp cho Stuttgart vượt mặt chính Bayern Munich để giành vị trí Á quân Bundesliga một cách đầy ngoạn mục. Trong bối cảnh De Ligt hoàn toàn có thể chuyển tới Old Trafford, Hùng Xám đã ngay lập tức đưa anh về. Anh là một cầu thủ đa năng khác khi có thể chơi cả vị trí hậu vệ trái, là phương án tốt để bọc lót cho Alphonso Davies mỗi khi cầu thủ người Canada dâng cao tham gia tấn công. Đến với Bayern Munich, chắc chắn tiềm năng của Hiroki Ito sẽ còn được phát huy nhiều hơn thế và cổ động viên Hùm Xám hoàn toàn có thể yên tâm vào Ito trong mùa giải tới. Hậu vệ cánh trái Alphonso Davies. Sau nhiều lùm xùm và tin đồn chuyển nhượng với Real Madrid, có lẽ Davies sẽ gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Đây là tin tốt với Hùm Xám vì chắc chắn là sẽ rất khó có ai thay thế được cầu thủ người Canada ở hành lang trái. Tốc độ của Davies sẽ là thứ vũ khí lợi hại với lối chơi kiểm soát bóng và áp đặt thế trận mà Kompany muốn triển khai ở Hùm Xám. Và không loại trừ khả năng Bayern Munich sẵn sàng chi thêm tiền để giữ anh lại thêm nhiều mùa giải nữa. Tiền vệ phòng ngự João Palhinha. Sau sự sa sút của Leon Goretzka, Bayern Munich đã có mảnh ghép thay thế hoàn hảo ở khu vực trung tuyến. Palhinha đã vụt sáng trong màu áo của Fulham và trở thành một trong những số 6 hay nhất Premier League. Anh chính là cầu thủ có số pha tắc bóng chuẩn xác nhiều nhất giải đấu với 152 lần thành công, đồng thời có khả năng tranh chấp và pressing cực tốt. Việc đối đầu 1-1 với Palhinha là điều không hề đơn giản với bất kỳ cầu thủ tấn công nào, nhất là khi những pha tắc bóng của anh hoàn toàn có thể tạo nên một pha phản công lợi hại cho đội bóng của mình. Đội chủ sân Allianz Arena sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và kỹ thuật, vậy nên sự xuất hiện của Palhinha nơi tuyến giữa chính là bước đệm vững chắc để các mũi tấn công của Bayern Munich bùng nổ hơn nữa. Tiền vệ trung tâm Konrad Laimer. Cập bến Allianz Arena mùa giải trước với nhiều sự hoài nghi, nhưng rồi thì anh đã hoàn toàn chinh phục được các cổ động viên Bayern Munich. Anh sở hữu nguồn năng lượng vô tận với thể lực dồi dào cùng khả năng thu hồi bóng tốt. Anh chính là sợi dây liên kết giữa các tuyến của Hùm Xám trong việc triển khai bóng. Laimer cũng đã thể hiện được bản lĩnh của mình trước các đối thủ lớn tại Champions League mùa giải vừa qua như Arsenal hay là Real Madrid.
cùng với Palinha, đây sẽ là bộ đôi rất khó bị đánh bại nơi trung tuyến của Hùm Xám ở mùa giải tới. Tiền đạo cánh phải Michael Olise. Như chúng tôi đã đề cập ở đầu video này, đây sẽ là tân binh được mong chờ nhất ở mùa hè năm nay của Bayern Munich. Trong bối cảnh Serge Gnabry thường xuyên phải vật lộn với chấn thương, còn Sané chỉ để lại những nỗi thất vọng lớn, Olise là làn gió mới và sẽ tăng cường rất nhiều hỏa lực cho hàng công của Hùm Xám ở mùa bóng tới. Anh có tốc độ và kỹ thuật tốt, cũng như sở hữu khả năng kiến tạo không thể xem thường. Dù chỉ ra sân 19 trận ở Premier League mùa trước do chấn thương, anh cũng kịp để lại 10 bàn thắng và 6 kiến tạo, một con số xuất sắc đối với một cầu thủ chạy cánh. Olise cũng sẽ đem đến sự nguy hiểm ở những quả đá phạt trực tiếp, thứ mà Bayern Munich rất cần ở thời điểm này. Tiền vệ tấn công Xavi Simon. Mặc dù thương vụ này chưa xảy ra, nhưng Bayern Munich đã kịp hoàn thành các thỏa thuận cá nhân với ngôi sao trẻ người Hà Lan và việc anh rời Paris Saint-Germain có lẽ chỉ là vấn đề thời gian khi Simon không hề muốn gắn bó với đội chủ sân công viên các hoàng tử. Simon đã có một mùa giải rực sáng trong màu áo của RB Leipzig với 8 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, cùng với màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024. Anh sở hữu nhãn quan chiến thuật siêu hạng cùng với khả năng phân phối bóng cực tốt, cũng như sẵn sàng trừng phạt đối thủ ở những cú dứt điểm, với tình huống tiêu biểu là bàn mở tỷ số trong trận bán kết Euro trước đội tuyển Anh. Sự xuất hiện của Simon sẽ gia tăng sự mềm mại trong một tuyến giữa đầy cơ bắp của Hùm Xám, cũng như sẽ giảm tải rất nhiều phần việc của Harry Kane, người có xu hướng lùi sâu để phát triển bóng. Tiền đạo cánh trái Jamal Musiala. Có lẽ là không có gì nhiều để nói về Musiala, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới mà Bayern Munich đang sở hữu. Anh có kỹ thuật rê bóng tốt, khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và chuyền bóng cũng không hề tồi. Khi anh có bóng, đối thủ luôn phải cắt cử 2-3 nhân sự để kiềm tỏa Bambi, và đó là tiền đề để những người đồng đội xung quanh anh tỏa sáng. Mới chỉ 21 tuổi, Musiala vẫn còn một chặng đường dài trước mắt, và mùa giải 2024-2025 được dự đoán sẽ là mùa giải mà Jamal Musiala bùng nổ hơn nữa và trình diễn thứ bóng đá sẽ còn đẳng cấp hơn hiện tại. Trung phong Harry Kane. Mặc dù Bayern Munich trắng tay ở mùa bóng trước và Harry Kane là mục tiêu của những sự châm biếm chế giễu về vận xui của mình với các đội bóng mà anh khoác áo, nhưng màn trình diễn của anh tại Allianz Arena ở mùa giải đầu tiên là một màn trình diễn xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối. Đẳng cấp của một tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới đã được thể hiện rõ khi anh xuất sắc giành cú đúp vua phá lưới Bundesliga lẫn Champions League với 44 bàn trên hai đấu trường này. Anh là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Bayern Munich, và mùa giải tới sẽ là thời điểm người ta kỳ vọng Harry Kane sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu đã đeo bám anh trong suốt cả sự nghiệp. Sau một mùa giải trắng tay, thầy trò huấn luyện viên Vincent Kompany đã sẵn sàng trở lại với vị thế của kẻ thống trị nước Đức. Lối chơi phòng ngự du ngủ của Thomas Tuchel đã không còn, và hình ảnh Bayern Munich tấn công áp đảo và kiểm soát trận đấu đã trở lại. Với một đội hình tươi mới đầy trẻ trung và khát khao, thật khó để chiếc đĩa bạc 2024-2025 thoát khỏi tay của Hùm Xám xứ Bavaria. Họ cũng sẽ được kỳ vọng là đối trọng của Real Madrid tại đấu trường châu Âu khi họ chỉ thất bại trước Kền Kền Trắng tại bán kết mùa giải trước do sai lầm cá nhân của Manuel Neuer. Lời nguyền Harry Kane liệu có được hóa giải hay không? Hãy cùng chờ đợi và theo dõi Bayern Munich ở mùa bóng tới.